Hello mọi người, hôm nay anh cực kỳ sẽ dẫn mọi người đi tới tham quan một quán ăn đồ Pháp tuyệt vời luôn, chỉ đồ Tây không? Đó là quán nhà hàng Titi nha, nằm ở bên đường Phan Xuân Long. Anh như là nó có rất nhiều chi nhánh luôn. Ở nhà thấy không? Đây. Chắc ra vì sao thích cái quán này là tại nó design phong cách rất là cổ điển đơn giản theo cách phương Tây. Đây người ta muốn nhiều đây, thích nhất là chiếc xe đứng phía sau. Đây chiếc Mobilet. Nhà thấy không? Chiếc xe phía sau là Mobilet nhưng mà người ta đứng che lại rồi. Quá. Cái này làm ăn cực kỳ ngon luôn nhưng mà tương đối mềm nữa nha. Một phần tầm khoảng 70-80 đến 100 trăm mấy. Thịt cừu nè, cá sấu nè, cá đà điểu nè. À, rồi thịt bê nè, bò nè, đủ hết cá, cái sấu cũng có nữa. Cảm ơn, ngon cực kỳ luôn. Anh nói gì kìa? Đà điểu nha. Đà điểu gì đó, cúc lắc đúng không? Đà điểu cúc lắc. Thêm không? À, nó có sẵn rồi đúng không? Ừ, ok, em đúng rồi. Cái máy này là... salad thêm thì kêu đi. Ừ, cho chị thêm một cái salad trộn dầu tầm à. Dầu tầm kha, lạ vậy mày. Dầu tầm chứ. Xe dễ thương quá. Một chiếc xe mua lớp dễ thương luôn. Cái này là này là gì em? Đá chanh hả? Hả? Quốc. À cái này là quốc. Bà mẹ ơi, soda chanh đường. Cái này là soda chanh đường nha. Soda chanh đường. À. Ok, ngon, tuyệt vời. Ok, good. Anh nhà biết không, khi chúng ta đến đây ăn á, cái điều quan trọng nhất là gì không? Thịt nó mềm. Đó. Nếu ai mà thích khẩu vị Tây, ha, đồ ăn Tây thì ở đây là tuyệt vời luôn. Môi trường để cho tất cả mọi người đến đây nha. Nhưng mà điều quan trọng nữa là cái giá đó thì tương đối luôn, tầm khoảng 70.000, 80.000 chung nè. Nhưng mà điều quan trọng là khi vào đây ăn rồi, khi mình đi về thì cái mùi thơm nó dẫn ám theo mình về tới nhà. Lý do là tại vì trong đây là không khí mát lạnh ha. Thì đi nhà hàng ăn thì lúc nào cũng vậy, đồ thức ăn nó sẽ bám vào con người mình. Khi mà về ăn mà có thể, ví dụ mình đi ăn mà mình trốn mọi người á thì sẽ không được đâu nha. Vào đây tất cả những bữa ăn như vậy nó sẽ bám vào người của mình, mình đều chống xe đấy cực tuyệt vời. Một lát thức ăn ra mình sẽ quay cho tất cả mọi người xem thử thức nha, ở đây cái gia vị như thế nào. Cả nhà ai mà chưa biết thì nên ăn thử ở đây nha. Titi, nhà hàng Titi nha, ở đường Phan Xích Long. À, một lát mình thấy là ghi địa chỉ cho tất cả mọi người xem để mà thưởng thức nha. Ok, còn bây giờ trong lúc chờ đợi thì chúng ta làm cái gì? Lướt Facebook, lướt web hoặc là nói nhãn nói xàm giống như anh cực kỳ, à anh Mr. cực kỳ, đó là anh Mr. cực kỳ, đó là mình sẽ đặt danh cho mình là anh Mr. cực kỳ. Cả nhà là nhớ anh Mr. cực kỳ. Ok. Salad. Đây. Ồ, tuyệt vời không? Nhảy ơi, ăn đi nhảy ơi. Ok. Nhảy thấy không? Món cực kỳ luôn, cực kỳ đẹp mắt, cực kỳ bắt mắt. Và cũng điều quan trọng nhất là cực kỳ ngon luôn nha. Bây giờ chúng ta mang mang thôi nha. Nó hòa với cái thịt nó tươi lắm. Cái sốt của nó khoáng, nó béo.
4 miếng nữa đi. Cà đéo mềm, mềm cực kỳ mềm luôn, mềm ngon này. Barbecue 75 ngàn nha. Có thể quý sẵn. Có thể quý sẵn. Có thể chưa thêm em nha. 75 ngàn. 75 ngàn. Mình leo không? Qua rồi, quá trời. Mình leo cũng phải leo chứ. Cái sẵn không qua Hãy
dẫn chị gái đi ăn, vậy dẫn 1 triệu cho hoa dân cũng đi ăn phở một tí ăn cơm, nãy hỏi cho ăn cơm nó hỏi ăn cơm mặt vậy chữ em chữ phật ra anh nhận được không? Nghe đặt kim đây đúng không? Anh chưa đặt kim đây anh thử một lần đúng không? Cái đồ sống của người Việt Nam chúng ta ngon, giá được phải, sạch sẽ, đẹp đời, ăn tốt, mát mẻ, ok.